Em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích may vàng, đam mê sưu tập bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang hả? Dạ, hôm nay thì trở lại với vườn mai của chị Hiền ha. Giao lưu mình một số cây cúc thọ hương, cây lớn nha, lùng lực luôn hả cô chú anh chị. Với lại có cây dảo lá ga nha mấy cô chú. Cây này tàn thông, cây ghép rất là già nha mấy cô chú anh chị nha. Đế đẹp luôn à. Rồi, em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương, ủng hộ kênh, ủng hộ cho vườn mai của chị Lan trong suốt thời gian qua ạ. Chúc cô chú anh chị mình chọn được những cây mai đẹp ưng ý để chuẩn bị cho Tết 2023 luôn cô chú ha. Em chào bà chú ơi. Dạ rồi, em chào chị, em chào cô chú anh chị rất là vàng ạ. Hôm nay em tiếp tục trở lại kênh giao lưu với cô chú anh chị mình một số giống như đại lộc này ha, cúc họa hương nữa ha cô chú anh chị mình. Rồi mã số hôm nay, mã số đầu tiên là mã số 1 là một cây đại lộc ha. Bằng quay sao tự quay xong à. Hoành điểm này là 36 ha. Tổng đế sao mà nó bay ngược lên trên không à. Tổng đế là 95 ha. Cái này cho phép rất là to luôn nha mấy cô chú anh chị. Chiều cao là 85, tán ngang là 60. Rồi, một cây đại học đầu điếp hôm nay mình giao lưu giá bao nhiêu ạ? Dạ 3 triệu ạ. Dạ, mã số 2 là một cây dảo lá gai nha cô chú anh chị mình. Dạ, một cây dảo lá gai nha cô chú, cây trực tàn không biết. Ở luôn cô chú anh chị nha. Cây này cái lá nó xanh đậm luôn nha quý cô chú anh chị. Cái trò khép thì cỡ bằng ngón tay trỏ lên ngón tay cái nha cô chú nha. Rồi, cái này thì hàng dạ 10 tri tàn đều hết rồi nha quý cô chú anh chị. Đấy nguyên một củ luôn hả? Từ 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 bà. Bà quay ra từ chóc mặt quá. Gì Phương? Hoành điểm này là 46, tịch xuống đây là 63. Tổng đế là 1m01. Chiều cao khoảng 1m50 nha cô chú anh chị mình. Tán ngang là 1m. Rồi một cây dảo lá gai này em giao lưu với cô chú anh chị mình chỉ là 4 triệu 500 ngàn thôi ha. Dạ, 4 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Em bao xíu cho cô chú anh chị mình 200 km ha. Nguyên cái củ đế của chú anh chị mình coi nè. Nổi cái phôi không đã đủ giá ha cô chú anh chị mình. Lô này em chỉ bán thu hồi tiền vốn thôi ha. Tiếp theo mã số 3 là một cây đại lộc cánh sen ha cô chú anh chị mình. Cây này ghép và bo lớn luôn nha mấy cô chú anh chị nha. À, cái phôi chính lắc lộn nhìn rất là khéo cây luôn ạ. Đế đều luôn nha cô chú anh chị. Hoành điểm này là 35. Chiều cao là 1m17. Tán ngang là 75. Rồi một cái đại lộc thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu 200 ngàn thôi ha. Mã số 4 là một cây cúc thọ hương ha cô chú anh chị mình. Dạ, một cây thọ hương, cây trực tàn thông luôn nha quý cô chú. Rồi, một cây sát lớn luôn nha quý cô chú anh chị nha. Cái này thì mình đã ghép kính tàn rồi nha quý cô chú anh chị.
Rồi cây đế nở luôn nha. Rồi cho xin sốt luôn nha bà chủ ơi. Hoành điểm này là 43 ha. Tính đợt của đế mà đọc được chạy lúc tên luôn. Chiều cao là 1m22, tán ngang là 72. Rồi một cây họ hương này em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng chỉ 3.200.000 thôi ha. Dạ 3.200.000 nha cô chú anh chị, thọ hương ghép với phôi mai vàng cây sắc lớn nha mấy cô chú. Đế là cô chú anh chị mình ha, có đế tên mà tại em không có khai thác đế ha. Dạ. Mấy cây hủ? Mã số tiếp theo là mã số 5 ạ. 5 là một cây cúc họ hương ha cô chú anh chị mình. Rồi cây này cũng kính tàn hết á cô chú anh chị, đế khá đẹp nha mấy cô chú nha. Hôm nay mưa bão quá trời, cô chú anh chị ráng ủng hộ hết clip giùm em ha. Rồi cái chậu trà đá luôn. Nội cái chậu không mượn khiên giúp muốn chết luôn. Rồi cây này đế đẹp nha cô chú anh chị, về mình vô cái chậu đẹp đẹp xíu. Hoành điểm này là 33 ha cô chú anh chị mình. Tổng đế là 89. Chiều cao là 96. Tán ngang là 78. Rồi một cây họ hương này em giao lưu với cô chú anh chị mình chỉ 3.800.000 ha. Em bao xếp cho cô chú anh chị mình 200 km luôn ạ. Mà cô chú anh chị nào trong tỉnh miền Tây là em sẽ ship xe cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Dạ, 3.800.000 một cây thọ hương hết cô chú, cây này nó dài lắm rồi nha cô chú anh chị. Cái cây này là rễ nó tải như là một con bạch tuộc luôn hết cô chú anh chị mình nè. Làm gì? Mình đều rễ luôn chứ không bỏ rễ nào hết cô chú anh chị mình. Cây này khéo đế lắm nha quý cô chú anh chị. Nè, đây cũng nè. Đó, ha. Nè, tải đều luôn nha. Rồi. Cô chỉ 3.800.000 là có một cây họ hương cho Tết luôn ha. Dạ, mình đăng ký cái nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại của bà chủ giúp em nha cô chú. Dạ rồi. Rồi, mình nở cao luôn nha. Mã số tiếp theo là số 2, số 6 là một cây giỏ đa phúc ha cô chú anh chị mình. Dạ. Giỏ đa phúc nha mấy cô chú anh chị nha. Cái này cái chọt ghép lớn lắm rồi nha mấy cô chú anh chị. Rồi nó liền cái chọt luôn nha quý cô chú ha. Đế có đế luôn ạ. Rồi, xin thông số luôn nha bà chủ. Hoành điểm này là 37,5. Dạ. Chiều cao là 83. Tán ngang là 80. Rồi một cây giỏ đa phúc này em giao lưu cô chú anh chị mình là 2.900.000 thôi ha. Dạ 2.900.000 nha mấy cô chú anh chị. Rồi một cây giỏ đa phúc. Thơm lớn ha. Rồi. Mình nở cây luôn nha. Dạ mã số 7 nha mấy cô chú anh chị. Mã số 7 cũng là một cây đại độc nữa cô chú anh chị mình. Cây, cây này cô chú anh chị mình không cảm giờ giùm ngắm giùm em đi ha. Tại vì ghim lên bằng quay không nổi ha cô chú anh chị mình. Dạ. Cây này tàn thông lực cây lắm nha mấy cô chú anh chị. Đại lộc cánh sen luôn ha. Dạ chậu ghép cũng hơi lớn nha quý cô chú ha. Có nút nụ ha nè. Dạ vô nút nụ kim hết luôn à. Rồi đế quái quái nha quý cô chú. Hoành điểm này là 46 ạ. Dạ hoành được 46. Ủa sao kỳ vậy? Tổng đế là 1m4 ha. Dạ 1m4. Chiều cao là 1m4 luôn ha. Tán ngang là 80. Rồi một cây đại lộc này em giao lưu cô chú anh chị mình cũng 4.500.000 luôn ha. Dạ 4.500.000 nha cô chú anh chị. Cây này trực tàn thông sát lớn nhau với cô chú. Rồi, hơi chật chút xíu cô chú anh chị thông cảm với em ha. Cái cây này cô chú anh chị mình mua phôi cũng đã có giá đó ha cô chú anh chị mình. Dạ mà cây này già lắm rồi nha cô chú anh chị, ghép liền chột luôn à. Rồi em đã cây luôn nha mấy cô chú. Rồi qua luôn. Cái này gì hổ? Không có đâu. Cây quá. Tiếp theo là mã số mấy vậy ta? Số 8. Số 8.
Số 8 là một cây dảo cam. Dạ cam, cây lùng lực luôn nha cô chú. Dảo cam này là bông 12 cánh ha cô chú anh chị mình. Dạ tan tròn đều luôn nha cô chú ha. Rồi cho xin chiều cao luôn đi bà chủ ạ. Rồi, cái gì vậy? Chiều cao kìa. Rồi cái này đế cũng khá đẹp nha quý cô chú. Cây trên này nó bị cái gì vậy Phương? Nè. Không thấy nó bị cái gì nè. Hoành đến này là 40 ạ. Cái củ đế là 79. Cây này đã xù luôn hả cô chú anh chị mình. Chiều cao là 1m17. Tán ngang là 1m. Rồi một cây dảo cam, cây này dài dữ lắm rồi nha quý cô chú anh chị. Cái bo ghép là đã lớn liền nha quý cô chú ha. Rồi một cây dảo cam này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình, chỉ 5 triệu 500 ngàn thôi ha. Dạ, cây này ngay chỗ này nó bể xù chảy hết. Bạch bạch xù xì nó lên mấy cái tượng non này luôn nha quý cô chú. Cây này cũng quá cây lắm luôn à. Dạ, hơi chật chút xíu nên là hạn chế cô chú anh chị mình thông cảm giúp em ha. Cây dảo cam già mùa nha quý cô chú. Có đen ngâm nút nụ kim luôn à. Rồi. 7 cây nữa. Ông ơi, cái cây nữa. Mà hai cây đó để dành quay clip riêng bán. Tiếp theo mã số 9 là một cây dảo nha tan ha cô chú anh chị mình. Dạ một cây bonsai đế nơm nha mấy cô chú ha. Cái tàn tròn đều lắm luôn à. Lô này thì có một cây có một thẹo đây ha cô chú anh chị mình. Đó, dạ. Lúc em vận chuyển đi dập da ha, nhưng mà em đã xử lý keo xong hết rồi ha. Nè. Dạ đến nơi mà cái cọng rễ nó to to không à quý cô chú anh chị. Đó, nhìn bông dảo nha trang cô chú anh chị mình nhìn nút nó khác, nó rất là to hơn mấy loại dảo khác ha. Bông thì cô chú anh chị nào đã ủng hộ em thì đã biết mặt bông dảo nha trang rồi ha. Đây nút nụ nó nè. Rất là lớn ha cô chú anh chị mình. Bo ghép cũng đã già liền trọt ghép luôn nha cô chú anh chị. Hoành tại điểm này là 36 ha. Củ đế là 63 ha. Hót hân là được là 46. Đế sổ ha. Đế sổ là 32. Chiều cao là 86. Tán ngang là 80. Rồi một cây dảo nha tan này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu 600 ngàn. Dạ 3 triệu 6 nha mấy cô chú anh chị. Rồi một em chân dài luôn nha quý cô chú ha. Dạ, dạ. Mã số tiếp theo là số 10. Là một cây dảo đa phúc ha cô chú anh chị mình. Rồi một cây dảo đa phúc nha mấy cô chú anh chị. Rồi. Cây này già mùa lắm rồi nha mấy cô chú anh chị, đều tàn hết luôn à. Bữa tụng mà không mua giấy số làm túc rồi, bữa tôi uống ông miếng luôn ta. Ông kia ông bác sư gì tỉnh được túc 3 tỉnh đồng. Đế có đế luôn nha mấy cô chú ha. Quanh điểm này là 28 ha cô chú anh chị mình. Đế nói chung là cây này là có đế hết ha. Là tại em gì em không khai thác đế để cho cô chú anh chị mình lấy về cây nó chuẩn cây ha. Nè. Đế còn là ha cô chú anh chị. Vẫn có đế cục cục luôn ha. Rồi một cây mai dảo đa phúc già mùa nha mấy cô chú anh chị. Chiều cao là 1m15. Tán ngang là 90. Rồi một cây dảo đa phúc này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3 triệu đồng ha. Dạ 3 triệu trắng luôn nha cô chú dạ anh chị. Dạ rồi. Vậy là cô chú anh chị mình chơi Tết em lắm luôn. Mấy cái mắt ghép của chú anh chị mình nhìn ha, nó liền hết trơn hết cô chú anh chị mình. Nó, dạ. Nó không có còn dấu ghép nữa ha. Cái cốc ghép nó to nữa cỡ ngón tay cái luôn nha quý cô chú. Rồi. Rồi. Xuống cây. Dạ. 11 là một cây dảo đa phúc nữa ha cô chú anh chị mình. Dạ một cây dảo đa phúc nữa nha cô chú anh chị ha. Cây này thì dáng nó hơi siêu siêu đế ha, khéo đế lắm nha mấy cô chú anh chị. Đế rất là lực đế luôn ha cô chú anh chị mình. Đúng rồi. Đây là có rễ coi. Nó nhìn nè ha, có rễ hết trơn ha. Rễ rất là lực ha. Đây nè. Nguyên cái đít nè. Rễ ăn rất còn sâu lắm ha cô chú anh chị mình. Nè.
cô chú anh chị mình về khai thác đế ra ha, rồi thay lên một cái chỗ đẹp nữa ha, là nhìn cái cây là chơi tết rất là ok luôn ạ. À, này nè, đây có nguyên chân tụ bò ra luôn ha cô chú anh chị mình nè, đây ra tới đây luôn ha. Lúng rồi. Sô chịu bả này không? Anh chị đến đi. Rồi. Rồi, xin số luôn nha. Đẹp lắm, chứ. Em hoành điểm này là 31 các cô chú anh chị mình. Tổng con thú là được 56. Chiều cao là 78. Tá ngang là 90. Rồi một cây đa thú này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.500.000. Dạ 3.500.000 nha cô chú anh chị, cây này bao sai lùng lực đế quái luôn nha. Cái cốt ghép nó to lắm nha cô chú anh chị, ghép già mùa liền trọt luôn hả? Mình nở cây luôn nha. Được rồi. Rồi mã số 12 nha quý cô chú anh chị. 12 là một cây giảo phú tân ha cô chú anh chị mình. Cái này bao sai lùng lực luôn nha cô chú ha, tàn tròn đều luôn ạ. Nguyên một cái củ đế cô chú anh chị mình xem ha. Đế này nó gom củ đặc luôn nha mấy cô chú ha. Hôm nay trời mưa quá trời mưa luôn. Rồi cái cốt ghép nó to hết rồi cô chú anh chị, cây này già mùa luôn ha. Cái phôi lùng lực nha mấy cô chú anh chị. Hoành điểm này là 33.500 thôi cô chú anh chị mình. Tổng con thú là 58 ạ. Thú này có thú có đuôi nha cô chú anh chị mình. Đó, nguyên cái đuôi có viền ha. Chiều cao là 83, tá ngang là 90. Rồi một cây phú tân này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.900.000 ha. Dạ 3.900.000, cây này chơi tết là quá ok luôn nha với cô chú anh chị. Dạ rồi, rồi kính tàn ha, già mùa. Rồi, rồi 10... tiếp theo là cây mã số 13 nha cô chú anh chị. 13 là một cây dạo lá gai nha cô chú anh chị mình. Dạ, quá trời cái cũ luôn rồi nha cô chú anh chị ha. Một cây dạo lá gai. Cây này bữa em tính lãi em đôm nhưng mà em thôi em đã bán cho chú anh chị mình luôn ha. Hai bo bự chảng luôn nha cô chú anh chị, đều tàn luôn ạ. Nguyên một con thú của chú anh chị mình nè, như một con lạc đà luôn ha cô chú anh chị mình. Đế nó gom củ đặc kẹo luôn nha cô chú ha. À, nguyên con một con lạc đà luôn ha. Rồi. Xin thông số luôn nha bà chú ơi. Đổ đá bi ngon hơn. Hoành điểm này là 30 hơn ha cô chú anh chị mình. Củ lửng ở chỗ này là 63 ha. Tổng đế là 86 ha. Chiều cao là được 88 ạ. Tá ngang là 74. Rồi một cái giỏ lá gai này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.000.000 đồng. Dạ 3.000.000 chẳng với cô chú anh chị, cái phôi thôi. Cái này cũng như mà bán giá phôi cho cô chú anh chị mình luôn rồi ha. Phôi chơi là đủ tiền luôn ha cô chú anh chị. Nhìn cái phôi thôi đã phát hiện ha cô chú anh chị mình. Rồi mình nở cây luôn ha. Rồi tiếp theo mình giao lưu cây mã số 14 nha cô chú anh chị. 14 là một cây đại lộc cánh sen nữa nha cô chú anh chị mình. Dạ cây lớn nha cô chú, cái này mẫu tử luôn cô chú anh chị nha. Cây này em lên mà quay không có nổi cô chú anh chị mình xem hộ em dưới ha. Cây này chi tàn đều luôn rồi nha cô chú anh chị. À có một cây tử kế bên luôn quý cô chú anh chị nha. Cho xin chiều cao luôn bà chủ ơi. Cây này tầm 1 mét, tầm 2 mét thôi cô chú anh chị mình. Dạ. Tán ngang là 1 mét 2 ha. Dạ. Cây này có nguyên bụi đế nha cô chú anh chị. Hoành điểm này là 39 nha cô chú anh chị mình. Dạ. Đây là 56 ạ. Có một cây tử kế bên luôn với cô chú chị ha. Đế thì khá là đều luôn nha cô chú. Em đi vòng đế cô chú chị coi giúp em ha. Rồi một cây đại lộc mã số 14 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 7.000.000 đồng ha. 7.000.000 nha cô chú anh chị. Cây này mình mua một được hai luôn nha. Mua mẹ được tặng con luôn.
Về cô chú anh chị mình chơi tết em nha cô chú. Cái này em thấy nút nụ kim quá trời luôn ạ. À, chọc ghép thì cỡ bằng cái ngón tay của em ha. Chúc cô dặn anh tờ chi tàn đều luôn nha cô chú anh chị. Rồi em đổi cây luôn nha. Dạ. Rồi tiếp theo là cây mã số 15. 15 là một cây đại lộc nữa cô chú anh chị mình. Dạ, cây trực tàn hông luôn nha với cô chú anh chị. Cây này cao chắc khoảng trên 1,5 m ha bà chủ. Dạ. Nằm tầm 1,9-2 m ha. Rồi cây này chi tàn mình ghép đều ha, tới tết ra thêm 2-3 cơ đọt nữa là kính tàn nha cô chú. Tán ngang nó thì 85 thôi cô chú anh chị mình. Dạ. Rồi bo ghép cũng dài bo lớn liền luôn nha. Này có nút nụ thôi nha, tại đại lộc ha cô chú anh chị mình. Dạ, nút nụ hết dịch luôn á cô chú. Như xương cá luôn ha. Rồi cái này đế khá đẹp nha cô chú anh chị ha. Hoành điểm này là 46 ha cô chú anh chị. Dạ. Tổng của đế là 1,25 m. Dạ, đế sổ nôm luôn nhau với cô chú ha. Nó 9-2 m. Rồi một cây mà đại lộc mã số 15 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 8 triệu đồng ha. Dạ 8 triệu nha cô chú anh chị, một cây rồi. Đại lộc cánh sen nha. Cây đại lộc này cũng là cây cuối clip em ngày hôm nay luôn hết cô chú anh chị mình. Rồi em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã đón xem hết clip ha. Và cũng chúc cô chú anh chị mình chọn được một cây mai ưng ý ha. Rồi số điện thoại giao lưu của em là 0376910321, cũng là số giao lưu luôn hết cô chú anh chị. Dạ. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip à. À, trời cũng đang mưa lâm râm, có gì sai sót mong quý cô chú anh chị bỏ qua giúp em nha. À, cây nặng quá nên không lên bằng xây được à. Cô chú anh chị mình đồng ý cây nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chị Ngọc Lan giúp em nha.